Toàn chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho Toàn chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Giờ Toàn mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng theo chân Toàn để tham quan và khám phá review một khu resort. Một khu resort tọa lạc tại số 169 đường Trần Hưng Đạo, cửa Lấp, Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang nha cô chú anh chị và các bạn. Cũng gần bãi biển cửa Lấp luôn, đó là khu resort Em Resort Phú Quốc và địa điểm nghỉ dưỡng đặc chuẩn 4 sao luôn. Đây Toàn đang đứng trước khu vực cổng trước của Em Resort. Trước cổng thì có một chuông, có một cánh quạt rất là to luôn. Khu resort này là một khu nghỉ dưỡng tốt nhất để cho gia đình cặp đôi và nhóm bạn bè tới đây để nghỉ dưỡng và với không gian rất là mát mẻ và yên tĩnh nha cô chú anh chị và các bạn. Khu resort này thì mỗi phòng đều thiết kế rất là khác nhau. Đây là khu vực vầy lễ tân. Khu vực vầy lễ tân cũng thiết kế rất là ấn tượng nha cô chú anh chị và các bạn. Còn kế bên và lễ tân là một hồ bơi rất là tuyệt vời luôn. Xung quanh hồ bơi thì trồng được rất là nhiều cây xanh, dừa và có cả những cây cọ nhìn rất là đẹp đó cô chú anh chị và các bạn. Kế bên là quầy bar. Bây giờ Toàn sẽ đi sâu vào bên trong và review cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem nha. Kiến trúc của Em Resort Phú Quốc độc đáo, tựa vào từng cây đá và giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ của cảnh vật xung quanh đó cô chú anh chị và các bạn. Đây. Phòng được thiết kế rất là nhỏ gọn và xinh xắn luôn. Những vật dụng như là ghế may, thảm trải bàn, bàn để nước và các vật dụng đều được bố trí vô cùng bắt mắt. Nhờ sự chỉnh chu và cẩn thận từng chi tiết thiết kế của resort được nhận tình cảm của rất nhiều du khách xa gần trong và ngoài nước. Hệ thống an ninh camera được lắp dày đặc ở phía khu vực Em Resort này nha cô chú anh chị và các bạn. Được thiết kế rất là độc đáo. Resort được trang bị đa dạng các loại phòng thuận tiện cho việc lựa chọn một nơi dừng chân lý tưởng của du khách. Khu resort này thì có tất cả là 7 loại phòng nha cô chú anh chị và các bạn. Phòng đầu tiên là Confidence House, có giá là tầm khoảng 1,3 triệu một đêm, gồm 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ dưới 12 tuổi. Phòng thứ hai là Aqua Watch House, có giá tầm khoảng 2 triệu một đêm. Phòng thứ ba là phòng Fish Tree House, có giá là tầm khoảng 2,5 triệu một đêm. Phòng thứ tư là phòng Exotic Roy House, có giá tầm khoảng 3 triệu nha cô chú anh chị và các bạn. Phòng thứ năm là
Sebastian Garden House có giá tầm khoảng 3,5 triệu. Phòng thứ 6 là Garden Room thì có giá là tầm khoảng 3,6-3,7 triệu một đêm thôi. Phòng thứ 7 là phòng Cozy Garden có giá là tầm khoảng 4,5 triệu. Diện tích khoảng 85 m², hướng vườn và cây xanh mát. Giường thì có một giường đôi và hai giường đơn, cực lớn luôn. Thiết kế của em resort này thì trang trí có đồi núi ở phía dưới quầy lễ tân, thì có cả hồ bơi vô cực, nhìn rất là đẹp. Xung quanh thì rất là nhiều cây cối xanh và mát. Bể bơi ngoài trời của em resort Phú Quốc là bể bơi vô cực tuyệt đẹp và nằm sát biển ở trên cùng và nằm nhìn tầm nhìn rất là tuyệt vời luôn. Cần đi từ từ để quay toàn cảnh cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem nha. Khung cảnh rất là đẹp. Wow. Phía trên là núi. Để tầng leo lên trên một tí, cao lên trên một tí. Phía trên là hồ bơi, thì xung quanh bể bơi được trang bị ít ghế dài để cho du khách nằm và tắm và thư giãn, nhìn rất là tuyệt vời luôn. Cảnh xung quanh rất là mát mẻ nha cô chú anh chị và các bạn. Bao quanh bể bơi làm phủ một bãi rừng cây rất là xanh mát nơi đây, mang cho du khách phong cách thoáng đãng tự do, thiết kế rất là tinh tế, gần gũi với thiên nhiên. Khu resort, em resort này thì có tất cả là hai hồ bơi, một hồ bơi phía tuốt trên cao đồi núi luôn, toàn là hồ bơi vô cực hết. Cảnh xung quanh tầng đang đứng ở trên cao và quay toàn cảnh phía dưới của khu resort cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem đó, rất là đẹp. Phía bể bơi thì cũng có quầy pha chế, cái anh canh giữ bể bơi ngủ luôn. Ngoài ra thì du khách có thể tận hưởng hoàng hôn tuyệt đẹp bên khu vực ăn uống ngoài trời, thưởng thức các món ăn phục vụ bởi chăm sóc nhiệt tình của các nhân viên ở đây. Các món ăn của khu resort thì rất là phong phú và đa dạng, như phục vụ các món ăn Á Âu rất là ngon và vừa miệng cho du khách. Ngoài ra thì quán cà phê còn phục vụ các món đồ ăn nhẹ, du khách có thể thư giãn vào chiều tối hoặc đồ uống tại quầy bar nè. Tặng xã đi lên khu vực bể bơi nha. Sponge bar, đây là nội vi của khu vực hồ bơi. Ooh.
Đây là toàn cảnh của khu vực phía dưới của M Resort. Ngoài ra thì M Resort còn có dịch vụ massage tại chỗ hoặc tận hưởng các phương tiện giải trí như trung tâm thể dục tại M Resort nữa nè. Du khách có nhu cầu thư giãn chăm sóc cơ thể hãy đến khu spa giúp cho du khách một cảm giác xua tan những mệt mỏi và chăm sóc sức khỏe. Nhân viên tại spa thì được đào tạo rất là chuyên nghiệp và bài bản, hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm rất là tuyệt vời cho du khách luôn. Wow, phía bên kia đang xây dựng, xây cất một cái khu gì mà cũng khá là hoành tráng. Rồi trên cao mình có thể nhìn thấy tất cả các đồi núi nè cô chú chị và các bạn, cây xanh trùng điệp bao la luôn. Rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì khu resort còn có phòng tập thể hình. Phòng tập thể hình cung cấp cơ sở vật chất rất là hiện đại, mà không gian thì rất là yên bình. Số điện thoại để cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng tham khảo và đặt phòng tại khu resort này là 0943333333 nha cô chú chị và các bạn, hoặc là 0257777777. Liên hệ qua hai số điện thoại để đặt phòng để có giá tốt và dịch vụ tốt nhất nha. Mình sẽ đi xuống phía dưới. Cô chú anh chị và các bạn thấy khu resort này thân thiện, gần gũi với thiên nhiên thì hãy đến với khu resort này cùng bạn bè và người thân trải nghiệm một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại nơi đây, để tận hưởng những phút giây thư giãn cho chuyến du lịch của mình. Đây là phòng tập gym, phòng tập thể hình. Khu resort 4 sao này thì đầy đủ các tiện nghi hết, không thiếu thứ gì. Ngoài ra thì còn trồng các loại rau củ quả chứ gì xung quanh. Mỗi phòng thì đều thiết kế, mang một thiết kế riêng biệt, không phòng nào giống phòng nào hết nha cô chú anh chị và các bạn. Nhìn từ kết hợp từ gỗ và tường, ở trên thì lợp mây nè, xung quanh thì có khá là nhiều tre kiển, xung quanh có khá là nhiều tre kiển luôn. Dọc hai bên đường đi thì rất là nhiều dừa và kiển. Mỗi khu resort thì mang một thiết kế với nét đẹp riêng, mang phong cách nhiệt đới một tí, gần gũi với thiên nhiên, hòa quyện với cuộc sống và thân thiện với môi trường. Tòa nhà đang xây cất, đang làm
khách sạn resort gì đây nè cô chú anh chị và các bạn, rất là đẹp. Căn phòng, mỗi căn phòng ở đây thì rất là đầy đủ tiện nghi, như có wifi miễn phí nè, xe đưa đón sân bay nè, rồi tivi màn hình siêu phẳng, bàn làm việc, máy nước nóng nước lạnh, điều hòa, tất cả được tích hợp rất là đầy đủ luôn. Những cây dừa được lắp đặt những hệ thống an ninh rất là chặt chẽ. Đây là phòng ấy giặt giũ để thay ga niệm đồ này kia cho khách. Những cây dừa được trồng xung quanh rất là sai trái nha cô chú anh chị và các bạn. Đây. Wow. Cô là nhân viên buồng phòng, dọn phòng để thay ga niệm để phục vụ cho khách nghỉ ngủ, rồi mỗi buổi sáng hoặc chiều là có nhân viên vào thay phòng, thay ga niệm nghe cô chú anh chị và các bạn. Khung cảnh thì rất là đẹp luôn, mát mẻ. Tại đây thì có xung quanh hồ bơi này thì có được bố trí những cái lu gì nè, cái lu rất là tròn trịa. Hồ bơi được thiết kế rất là ấn tượng. Đây là quầy nước. Buổi chiều thì rất là mát mẻ, rất là đẹp. Em về resort này thì tương tự một cái gì, một cái villas cũng gần ngay thôi cô chú chị các bạn. Nhưng cái villas kia thì không có hồ bơi ở trên núi. Còn cái resort này thì có hồ bơi ở trên núi. Em resort này thì gần với trung tâm giải trí Long Best Center nè, trang sức ngọc trai Long Best, cô chú chị và các bạn, cách khoảng vài chục mét, mét thôi. Buổi chiều thì đường Trần Hưng Đạo này thì rất là đông vui và náo nhiệt luôn. Mình rất thích không khí ở khu vực nơi đây, tại vì rất là mát mẻ. Mùa này thì Phú Quốc thì cũng rất là hay mưa nha, rất là mát. Ở đường Trần Hưng Đạo này đa số là toàn thấy rất là nhiều quán ăn và nhà nghỉ khách sạn, từ các resort từ 3 đến 5 sao rất là nhiều. Giờ video của Tần cũng đã dài, Tần xin kết thúc video tại đây.
cô chú anh chị và các bạn thấy video của Tần hay và hữu ích cho Tần một like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp Tần nhé, để Tần có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nữa để phục vụ cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ Tần chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn nha. Bye bye.